Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy phục vụ đi lại của nhân dân trong dịp Tết và lễ hội, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản chấn chỉnh các bến khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật và xử lý các bến khách vi phạm. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu chủ phương tiện và chở khách ký hiệu HI0280 tại bến Hùng An, huyện Kim Động khẩn trương hàn ngay cánh cổng phà để đảm bảo an toàn cho hành khách. Yêu cầu chủ phương tiện HI0156 bến Bế Sở, huyện Văn Giang sớm hoàn thiện và đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn cho phương tiện vận chuyển khách trên sông. Thanh tra đường thủy đã kiểm tra giấy phép, bảng niêm yết cước phí, nội quy bến, đường lên xuống bến, nhà chờ, biển báo hiệu, điều kiện đảm bảo phòng chống cháy nổ, phao cứu hộ, đảm bảo an toàn cho hành khách trên sông. Cùng với đó, đoàn tăng cường tuyên truyền và kiểm soát việc chấp hành quy định của các phương tiện kinh doanh đường thủy, các bến khách qua sông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung triển khai biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các bến xe doanh nghiệp vận tải khách nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, tăng cường xe để đáp ứng nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép, đảm bảo an ninh an toàn thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Để phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thì đơn vị cứ bắt đầu từ 24 tăng số chuyến, số lốt hàng ngày để phục vụ bà con hành khách đi lại trên tuyến. Doanh nghiệp vận tải của tuyến buýt 27, công ty vận tải Phú cũng cam kết là không có hiện tượng là nhồi nhét co kéo hành khách, nên là phải tăng số tần suất nốt lượt để cho bà con đi lại. Ngoài ra, các tổ công tác liên ngành lưu động duy trì lực lượng 24/24 giờ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, lái xe có nồng độ cồn, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Hiện trên các tuyến quốc lộ, mật độ các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nên việc tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được các tổ của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ. Gần Tết, mật độ phương tiện tham gia giao thông là rất là đông. Ý thức người dân tham gia giao thông vẫn còn có một số hạn chế, nên tổ tuần tra kiểm soát giao thông chúng tôi tăng cường lực lượng xử lý nghiêm những xe khách chở quá số người quy định, xử lý nồng độ cồn theo chuyên đề. Và từ khi nghị định 100 có hiệu lực, thì ý thức người tham gia giao thông đã được tăng lên rõ rệt, đặc biệt là vấn đề người dân sử dụng nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến cũng giảm mạnh về 3 tiêu chí. Chúng tôi thấy đây là dấu hiệu rất là đáng mừng. Thời điểm cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn Công ty Cổ phần Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.